Anh Dũng ơi, bạn Linh ở Sài Gòn có gửi câu hỏi về cho chương trình như thế này. Em chuẩn bị mua bảo hiểm để ốm đau có cái lo, mặc dù không mong xài, nhưng nghe nói thủ tục đòi quyền lợi bảo hiểm phức tạp lắm, nên em phân vân quá anh ạ. Đúng là khi những vấn đề về mặt thủ tục giấy tờ là cái mà nhiều người ngại. Đơn giản như bây giờ bạn mà muốn lấy chồng thì bạn cũng phải thực hiện những cái thủ tục, chuẩn bị những giấy tờ chứng nhận về tình trạng hôn nhân, giấy tờ của nhân thân, rồi là xác nhận của địa phương nơi cư trú, vân vân, nhiều giấy tờ lắm. Thế nếu mà bạn thấy giấy tờ cảm thấy chuẩn bị nó vất vả quá, bạn bảo thôi vậy thì em lấy chồng nữa đâu. Trong bảo hiểm thì đối với từng quyền lợi bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm cũng quy định cần những cái loại giấy tờ khác nhau, và cái điều này được nêu rất là rõ trong cái trang web của doanh nghiệp, từng doanh nghiệp bảo hiểm. Quyền lợi về tử vong cần những giấy tờ gì, về thương tật toàn bộ vĩnh viễn cần những giấy tờ gì, quyền lợi về chăm sóc sức khỏe bồi thường theo chi phí thực tế cần những giấy tờ gì, quyền lợi hỗ trợ nằm viện cần những giấy tờ gì, quyền lợi về tai nạn cần những giấy tờ gì, vân vân, rất là rõ ràng, rất là cụ thể. Ví dụ rõ ràng quyền lợi về tử vong thì phải cần phải giấy báo tử rồi, hay là trích lục về khai tử, đúng không? Tử vong thì cũng phải kê khai là do nguyên nhân gì, bệnh lý thì phải có hồ sơ bệnh án, rồi tử vong do tai nạn thì có kết luận với cơ quan điều tra, rồi là biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản tai nạn, vân vân. Vì quyền lợi tử vong do tai nạn nó khác hẳn với quyền lợi tử vong thông thường, đây là điều rất là bình thường, đúng không? Quyền lợi về thương tật toàn bộ vĩnh viễn thì phải có giấy của hội đồng giám định y khoa cấp trung ương hay là cấp tỉnh, cấp thành phố, vân vân. Thứ hai, về cái vấn đề về nộp hồ sơ được những giấy tờ đấy thì các doanh nghiệp cũng hướng rất là rõ ràng, nộp trực tuyến thì theo cách như thế nào, nộp trực tiếp thì theo cách như thế nào, rất là đơn giản. Đó, bạn có thể hỏi tư vấn viên này, bạn có thể gọi đến tổng đài, đến đường dây nóng của doanh nghiệp bảo hiểm, bạn có thể vào trang web của doanh nghiệp bảo hiểm, bạn tra cứu, rất là đơn giản, gõ một lệnh ra ngay. Cho nên tôi nghĩ rằng là những giấy tờ nó không phải vấn đề lớn, bởi vì những giấy tờ đấy là những giấy tờ mà rất là thông thường, không phải cái gì là đánh đố cả, không khó khăn tí nào cả. Vấn đề chỉ là gì? Bạn cần phải hiểu đủ, mua đúng về bảo hiểm. Thế là được.